kính chào quý đồng nghiệp, tôi là bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải thuộc khoa Nội Tim Mạch Bệnh viện Nhân dân Gia Định. thì chúng ta cũng biết vào cuối tháng tám 2020 hội nghị tim mạch Châu Âu đã diễn ra và điều mong đợi nhất trong cái hội nghị này đó là sự ra đời của bốn cái khuyến cáo và à, điều trị hội chứng mạch vành cấp không ST trên cũng là một trong bốn cái khuyến cáo đó. À, chúng ta biết rằng là cái bản cập nhật của cái hội chứng mạch vành cấp không ST trên lần gần đây nhất là vào năm 2015 và cho đến nay là đã trải qua được 5 năm. Vậy thì trong 5 năm đó à, cho đến nay hội chứng vành cấp không ST trên có những điểm thay đổi nào và những điểm mới nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần trình bày sau đây bao gồm 4 nội dung. Thứ nhất là chẩn đoán hội chứng mạch vành cấp không ST trên. Sau khi chẩn đoán xong chúng ta phải phân tầng nguy cơ. À, việc phân tầng nguy cơ này giúp cho bác sĩ có những hướng điều trị một cách đúng đắn và cuối cùng là tìm hiểu về các cái thể lâm sàng đặc biệt. Về chẩn đoán, chúng ta nhìn lại định nghĩa toàn cầu về nhồi máu cơ tim, trong đó chúng ta thấy được cái vai trò trung tâm của troponin tim. Tuy nhiên, trên thực tế lâm sàng à, không phải người bác sĩ có thể tiếp cận với troponin tim một đầu tiên mà tiếp cận đầu tiên đó là các cái dấu chứng lâm sàng về đau ngực và các cái dấu chứng về điện tâm đồ. Điện tâm đồ của hội chứng mạch vành cấp không ST trên có thể là một cái điện tâm đồ hoàn toàn bình thường hoặc là có cái dấu hiệu của ST trên xuống. Tuy nhiên, về phía điện tâm đồ này có hai dạng chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất đó là trên những bệnh nhân có đặt máy tạo nhịp và thứ hai là trên nhóm bệnh nhân bị block nhánh À, nếu như điện tâm đồ của bệnh nhân đặt máy tạo nhịp thì hoàn toàn là không có là có sự biến đổi của STT nhưng chúng ta không thể dựa, dựa vào sự biến đổi của STT này để gây để đưa đến cái chẩn đoán là nhồi máu cơ tim. À, còn ngược lại đối với bệnh nhân bị block nhánh, đặc biệt là block nhánh phải thì chúng ta biết tiêu chuẩn đó là có sóng S sâu ở D1, AVNL, V5 và V6. À, khi à, có hình ảnh ST trên xuống ở D1 AVL và V5, V6 thì chúng ta chẩn đoán đây là một cái dấu chứng của nhồi máu cơ tim không ST trên. À, tiếp theo là chúng ta thực hiện cái xét nghiệm troponin ở cái thời điểm nhập viện gọi là thời điểm không giờ. Dựa vào kết quả men tim này, à, chúng ta có thể quyết định rằng bệnh nhân sẽ à, loại trừ nhồi máu cơ tim hay là bệnh nhân sẽ được đưa vào trong cái chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp. Nếu như kết quả men tim lần thứ nhất chưa à, chưa thể hiện được cái việc mà chúng ta đưa vào hoặc là đưa ra khỏi cái tiêu chuẩn nhồi máu cơ tim thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện cái mẫu men tim lần thứ hai và trong thời gian là trong vòng 3 giờ đầu mà thôi. Do đó à, và người ta khuyến cáo mình là thực hiện tốt nhất là trong vòng một giờ đầu hoặc là trong vòng giờ thứ hai thôi. À, nói về nhóm máu cơ tim thì phải nói đến cái men tim và trong cái khuyến cáo 2020 này à, men tim đặc biệt là Troponin THS được quan tâm rất nhiều. À, trên hình bên phải là à, biểu hiện của Troponin THS, à, hình bên trái là biểu hiện của Troponin T thông thường. Chúng ta thấy rằng à, cái ô màu xanh trắng ở đây à, là ở nhóm, ở cái ô màu xanh trắng của Troponin T thông thường thì nó rất là nhiều. À, trong khi đó cái ô màu xanh trắng ở cái troponin T HS thì rất là ít. Điều đó cho thấy rằng là troponin T HS có thể phát hiện được thêm những cái bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Điều này thử thể hiện rằng là nó xóa được cái điểm mù của troponin thông thường và việc phát hiện nhồi máu cơ tim cấp tiếp 1 hoặc tiếp 2 tăng lên lần lượt là 20% hoặc là tăng lên gấp hai lần. Troponin T HS à, cũng có à, ngoài cái giá trị chẩn đoán thì nó còn có giá trị à, tiên lượng à, bằng cách là nó thông qua cái việc dự đoán cái tổn thương của tế bào cơ tim khi nồng độ troponin t hs càng cao thì cái à, mức độ tổn thương của tế bào cơ tim cũng càng cao và vì vậy thì cái khả năng mà bệnh nhân này được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cũng cao à, nếu như à, một bệnh nhân à, có cái troponin THS tăng hơn gấp 5 lần so với giới hạn trên thì cái khả năng cái giá trị tiên đoán dương của nhà máu cơ tim cấp tiếp 1 là lên đến 90%. Còn nếu như chúng ta chọn cái ngưỡng là tăng hơn gấp 3 lần thì cái cái giá trị chẩn đoán dương tính này chỉ có 50 cho đến 60% mà thôi. À, ngoài ra trên một số những cái bệnh nhân mà có bệnh lý tim mạch nền trước đó thì vẫn có một cái hiện tượng tăng troponin. Vậy làm sao chúng ta sẽ phân biệt được tăng troponin này là trong nhóm máu cơ tim cấp hay là hiện tượng tăng mãn tính của các bệnh tim nền trước đó? Thì dựa vào hiện tượng tăng hoặc là giảm của troponin tim để quyết định đây là một trường hợp tăng cấp tính của nhóm máu cơ tim. Còn nếu như một tăng troponin tim trong các bệnh tim nền thì thường là nồng độ troponin tim nó ít thay đổi theo thời gian và cái hiện tượng thay đổi này càng nhiều thì chứng về cái khả năng mà mình chẩn đoán được nhồi máu cơ tim cấp thì càng cao một điểm mà chúng ta cũng cần phải lưu ý nữa à, đó là à, trên một số những cái người bình thường thì cái nồng độ troponin tim à, vẫn có cái hiện tượng dương tính của troponin do đó À, chúng ta khi mà quyết định một cái vấn đề nào đó thì không chỉ dựa vào đơn thuần là một cái nồng độ troponin tim mà phải phối hợp trong một cái bệnh cảnh lâm sàng à, bao gồm triệu chứng lâm sàng và điện tâm đồ à, Khi xét đến nồng độ troponin tim thì trong khuyến cáo cũng đưa ra à, 4 cái yếu tố có ảnh hưởng đến nồng độ troponin tim à, đó là tuổi, chức năng thận, thời gian khởi phát cơn đau và giới à, Chúng ta biết rằng là à, theo các cái nghiên cứu thì thấy rằng là tuổi bệnh nhân càng cao thì so sánh giữa nhóm tuổi cao và người trẻ tuổi thì người lớn tuổi thì có cái nồng độ troponin tim cao hơn à, gấp 3 lần. À, cũng tương tự như vậy, chức năng thận càng càng xấu thì cái nồng độ troponin tim nó càng cao và người ta so sánh giữa hai nhóm chức năng thận à, dưới 60 ml/phút và trên 60 ml/phút thì thấy cái nồng độ troponin tim khác biệt gấp 3 lần và thời gian khởi phát cơn đau ngực cũng có ảnh hưởng đến nồng độ troponin tim. Và cuối cùng là giới thì giới thì chỉ ảnh hưởng ít đến nồng độ troponin tim. Người ta thấy rằng giới nam thì có nồng độ troponin tim tăng cao hơn so với giới nữ. Các cái yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ troponin tim này sẽ được phân tích cụ thể hơn về tuổi, về chức năng thận trong cái phần trình bày về các cái thể lâm sàng đặc biệt ở sau. Đây là các cái bảng về các cái giá trị của troponin tim bao gồm troponin T và troponin I hiện tại ở Việt Nam mình thì có hai cái công ty là công ty Roche và công ty Abbott cung cấp troponin T và troponin I -E. với các cái giá trị này thì chúng ta lưu ý rằng đây là giá trị rất thấp, giá trị thấp, giá trị cao và những cái thay đổi sau 1 giờ một cái ví dụ cụ thể thì nếu như một bệnh nhân có troponin tim rất thấp dưới 5 nanogram trên lít theo cái hãng Roche thì chúng ta có thể loại trừ và nếu như mà cao trên 52 nanogram trên lít thì chúng ta đưa vào cái chẩn đoán nhỏ mở cơ tim cấp sau sau 1 giờ. À, đây là phát đồ 0 2 giờ thì cũng có những cái con số tương tự như vậy. Và chúng chúng ta sẽ nhớ các cái giá trị sau very low là rất thấp, thấp, cao và thay đổi sau 1 giờ để mà chúng ta có những cái biện luận ở phía dưới. À, nếu như một cái xét nghiệm men tim cho kết quả rằng là rất thấp thì à, chúng ta sẽ loại trừ không nghĩ đến nhồi máu cơ tim cấp nữa hoặc là một cái giá trị thấp như khi nãy chúng ta nhớ đấy là à, của hãng Roche là dưới 12 à, và chúng ta sẽ phải làm tiếp thêm một cái à, à, nồng độ troponin sau một giờ thì nếu như nó thỏa tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ loại trừ à, ra khỏi cái chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp còn nếu như một bệnh nhân mà có nồng độ troponin tim rất là cao trên 52 nanogram trên lít hoặc là sau một giờ thì nó tăng À, trên 5 nanogram trên lít thì chúng ta sẽ đưa vào cái chẩn đoán nhằm mở cơ tim cấp. Nếu ngoài hai cái tiêu chuẩn là thấp và cao này thì ở giữa thì chúng ta gọi là cái nhóm mà cần phải theo dõi thì có thể ở cái nhóm theo dõi này chúng ta sẽ thêm một cái xét nghiệm trung T sau 3 giờ theo dõi và thêm thực hiện thêm các cái siêu âm để mà quyết định xem là bệnh nhân nên nhập viện vào CCU hay là nên xuất viện hoặc là nhập vào những cái trại thông thường. Tuy nhiên khi mà biện luận kết quả men tim này thì chúng ta sẽ lưu ý là ở phía trên đây người ta vẫn nói với mình là mình cần phải theo dõi đây là một bệnh nhân hội chứng bệnh cấp nghi ngờ hội chứng bệnh cấp không ít đây trên thì chúng ta mới biện luận cái men tim theo hướng này chứ đôi phần trong cái thực tế lâm sàng á, thì đôi khi một bệnh nhân vào một cái khoa khoa mắt hay khoa tai mũi họng chẳng hạn bệnh nhân hoàn toàn khỏe khoắn bình thường thì khi đó thì à, có xét nghiệm à, men tim chẳng hạn thì thấy men tim cao chúng ta lại vội vã đi hội chẩn tim mạch và cho ra một cái chẩn đoán như thế thì nó 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 không có phù hợp với trên thực tế lâm sàng lắm à, do đó các cái vấn đề khi mà lưu ý khi biện luận men tim đó là cái phát đồ à, chúng ta phải phối hợp với lâm sàng và à, do cái cái thời điểm mà mình thu thập cái men tim này nó sẽ thay đổi theo cái triệu chứng cái thời gian khởi phát của cơn đau ngực do đó một số các cái trường hợp người ta lo lắng rằng là giờ phát độ 0 giờ và 1 giờ và phát độ không giờ 2 giờ thì nó quá sớm để mà tăng men tim hay không thì cái kết quả nghiên cứu cho thấy rằng những trong cái nghiên cứu này thì thấy rằng những bệnh nhân đến sớm dưới 2 giờ còn những cái trường hợp mà bệnh nhân đến sớm dưới 1 giờ thì nó rất là ít. Và nếu như mà bệnh nhân của mình là đến sớm dưới 1 giờ thì có thể cái men tim mình tăng chưa kịp, ấy, thì mình có thể chờ đến 3 giờ để mà mình thực hiện lại cái, một cái xét nghiệm men tim nữa để mà có cái quyết định. Thêm một cái yếu tố nữa mà chúng ta cần phải lưu ý là có hiện tượng tăng muộn của troponin. Này chiếm khoảng 1% của dân số. Vì vậy nếu như mà men tim à, bình thường mà lâm sàng mình cũng rất là nghi ngờ thì chúng ta cũng phải À, lặp lại các cái xét nghiệm troponin tim à, sau đó để mà có cái chẩn đoán xác định chứ không thì chúng ta sẽ bỏ sót những cái trường hợp à, tăng muộn troponin này. Thì khuyến cáo năm 2020 à, đã đưa ra cho chúng ta à, một số các cái ý về men tim như sau. Thứ nhất là chúng ta phải làm cái men tim ở thời điểm 0 giờ và nếu sau sau đó thì nếu chưa quyết định được thì chúng ta sẽ làm thêm cái men tim ở thời điểm 1 giờ. À, còn các cái so với cái khuyến cáo năm 2015 thì à, cái khuyến cáo th thực hiện à, năm 2015 thì đề nghị là thực hiện thời điểm 0 giờ và 3 giờ thì nay thì người ta đề nghị mình thực hiện ở thời điểm 0 giờ và 1 giờ về à, điện tâm đồ thì chúng ta thấy biết rằng là khi một bệnh nhân hội chứng bệnh cấp thì bắt buộc là mình phải đo cái điện tâm đồ trong vòng 10 phút đầu sau khi nhập viện cấp cứu và nếu như mà cái điện tâm đồ này nó chưa diễn tả hết được cái cái bệnh cảnh lâm sàng hoặc là cái chẩn đoán của mình chưa có chắc chắn hoặc là bệnh nhân bị tái đau ngực trở lại thì mình phải đo lại thêm một cái điện tâm đồ thứ hai để mà xem xét cái động học của điện tâm đồ. Điểm thứ một cái điểm mà chúng ta cần lưu ý nữa nếu như mà trên lâm sàng <laughs> cái triệu chứng thiếu máu cục bộ cơ tim vẫn còn diễn tiến hoặc là chúng ta chưa giải thích được hết những cái bệnh lý thì trong khuyến cáo cũng đề nghị mình phải đo thêm các cái điện tâm đồ thêm ở các cái chuyển đạo đặc biệt như là V3R, V4R và V7, V8, V9 thì điều này trên thực hành lâm sàng chúng tôi cũng đã áp dụng và cũng phát hiện ra nhiều cái trường hợp mà có bất thường ở các cái chuyển đạo như thế này. chụp CT mạch vành à, cũng là một trong những cái sự thay đổi trong cái khuyến cáo này. À, nếu như năm 2015 thì à, chụp CT mạch vành để loại trừ hội chứng bệnh cấp ở cái nhóm bệnh nhân mà à, đau ngực nhưng mà không có men tim tăng và, và là cái nguy cơ bệnh mạch vành thì rất là thấp. À, ở cái mức chứng cứ là LAS2 thì năm nay thì nó đã lên ở mức chứng cứ là LAS1. Chúng ta biết rằng à, CT mạch vành nó có giá trị tiên đoán âm rất là cao do đó... À, nếu như một cái kết quả trả về cho chúng ta rằng là CT mạch vành hoàn toàn bình thường thì có nghĩa là bệnh nhân không có cái bệnh mạch vành. Áp dụng điều này từ hội chứng mạch vành mạng vào trong hội chứng mạch vành cấp thì đối với nhóm bệnh nhân mà không có men tim thì không có tăng cũng như là điện tâm đồ thì bình thường và chúng ta thấy rằng là cái khả năng mà bệnh mạch vành của người này chỉ ở mức trung bình và thấp thôi thì cái nguy cơ mà cái bệnh hội chứng bệnh cấp của ca này là thấp thì do đó chúng ta sẽ tiến hành chụp cái ct mạch vành và chúng ta mong muốn rằng là cái kết quả ct mạch vành ra bình thường để mà chúng ta có thể biện luận được cái kết quả tuy nhiên thì khi mà chụp ct mạch vành á, thì chúng ta cũng phải có uh, hai cái điểm lưu ý điểm uh, gồm có điểm lợi và điểm bất lợi về điểm uh, có lợi trước á, thì ct mạch vành thì ngoài cái việc phát hiện ra bệnh mạch vành thì có thể phát hiện thêm những cái bệnh lý khác kèm theo như là thiên tắc phổi hoặc là bóc tách động mạch chủ chẳng hạn. Còn cái điểm bất lợi của chụp CT mạch vành là nếu như một bệnh nhân mà có điểm vôi hóa canxi quá cao thì chúng ta không thể đọc được cái kết quả mạch vành này hoặc là bệnh nhân có cái nhịp tim không đều như là rung nhĩ hoặc là nhịp quá nhanh thì chúng ta cũng sẽ không thể thực hiện được cái biện pháp CT mạch vành này. À, về theo dõi à, bệnh nhân hội chứng mạch bệnh cấp thì à, năm nay có sự à, tăng cái lát chúng ta là khi một bệnh nhân hội chứng bệnh cấp thì chúng ta phải theo dõi cái à, monitor về điện tim liên tục thì à, đối với cái khuyến cáo năm 2015 là class 2 thì năm nay đã lên class 1. Như vậy thì tất cả những cái bệnh nhân mà à, nhỏ cơ tim không ST trên đó, mà nguy cơ bị rối loạn nhịp thấp và thì chúng ta sẽ theo dõi monitor này À, trong vòng 24 giờ đầu hoặc cho đến khi là bệnh nhân được can thiệp. Còn nếu như những bệnh nhân mà có nguy cơ rối loạn nhịp cao thì chúng ta phải tiếp tục theo dõi cái monitor này trong hơn 24 giờ. Như vậy là sau khi mà chẩn đoán được và theo dõi một bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp hoặc là hội chứng bệnh cấp không ít ST trên thì chúng ta phải tiến hành phân tầng nguy cơ cho người bệnh. À, các cái yếu tố à, đánh giá về mặt nguy cơ thì có rất nhiều. Ở đây thì chúng tôi xin được à, đưa ra bốn cái yếu tố đó là thứ nhất là điện tâm đồ, thứ hai là dấu ấn sinh học, thứ ba là các thang điểm lâm sàng và cái thứ tư là nguy cơ thiếu máu cục bộ cũng như là nguy cơ chảy máu. Về điện tâm đồ thì chúng ta đã biết rằng là có giá trị trong việc cái chẩn đoán à, hội chứng vành cấp không ST trên lên thì à, giá trị chẩn đoán đó là một cái đoạn ST trên xuống nhưng ngoài cái giá trị chẩn đoán này thì đoạn t trên xuống còn có giá trị tiên lượng. Nếu như cái đoạn ST trên xuống này à, xảy ra ở nhiều chuyển đạo hoặc là trên xuống quá sâu thì nó điều đó cho thấy rằng là đây là một tình trạng thiếu máu cục bộ lan rộng và vì vậy nó có à, giá trị trong việc tiên lượng. À, tương tự như là đoạn t trên xuống thì sóng T âm cũng có thể à, có cái giá trị tiên đoán. Tuy nhiên À, sóng T gọi là âm khi mà nó âm hơn 1 mm tức là chiều chiều cao của sóng âm hơn 1 mm và à, chúng ta xem xét ở các cái chuyển đạo trước ngực từ V2 đến V6 hoặc là D1, D2, AVNL. À việc à, cái sóng T âm này nếu chỉ ra xảy ra ở một cái vài cái chuyển đạo thôi thì nó không có giá trị trong việc tiên đoán mà sóng T âm này phải xảy ra từ 5 cho đến 6 chuyển đạo trở lên thì mới có giá trị tiên đoán. Vì vậy cái giá trị tiên đoán của sóng T âm thì nó thấp hơn là so với cái đoạn ST. Ngoài ra thì tôi xin mô tả một số những cái đặc điểm điện tâm đồ khác giúp cho cái việc tiên lượng. nhất là nếu như chúng ta thấy cái đoạn ST trên xuống mà dốc lên như cái hình ở đây. À, kèm theo là sóng T cao nhọn cân đối thì đây là hình ảnh biểu hiện của hội chứng đề winter nếu như cái xét nghiệm này cái cái chuyển đạo mình bắt được ở này ở chuyển đạo từ v1 cho đến v6 thì có dấu hiệu đây là một cái có giá trị dự báo là có tắt đoạn gần của led cũng tương tự như vậy nếu chúng ta xem ở v2 v3 có hình ảnh là sóng t có hai pha và đây là hình ảnh của hội chứng va và cũng là một cái dấu hiệu có giá trị trong việc dự báo tắc đoạn gần của LED hoặc là chúng ta thấy hình ảnh của sóng u sóng u đảo ngược ở đây thì đó là hình ảnh của một cái tắc nhánh chính hoặc là đoạn gần của LED À, ngoài ra cái gió, giá trị về mặt tiên lượng của điện tâm đồ à, còn có ở nhóm khi mà chúng ta thấy à, những bệnh nhân mà có cái chuyển đạo à, có điện thế thấp điện thế ở ngoại biên có thể thấp à, hoặc là điện thế ở à, các chuyển đạo trước ngực thấp thì đều có cái giá trị trong việc à, tiên đoán tử vong à, trong nội viện của người bệnh À, ngoài cái OCR là một cái rất là cơ bản thì à, năm nay thì hội à, tim mạch châu Âu cũng đưa ra cái nt B có giá trị trong việc tiên đoán tử vong của người bệnh. Với mức chứng cứ là las 2A. À, trước đây thì à, CRB cũng được đề cập đến vì bởi lẽ CRB là một trong những cái à, cái xét nghiệm đại diện cho tiêu chí viêm À, thì trong cái hội chứng bệnh cấp thì cái phản ứng viêm cũng được đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên năm nay thì à, à đã đưa cái thực hiện cái xét nghiệm CRP này trong việc đánh giá tiên lượng xuống class 3, tức là chúng ta không thực hiện thường quy cái CRP này. À, các cái thang điểm để đánh giá cái nguy cơ của người bệnh thì năm nay chúng ta vẫn tiếp tục áp dụng cái thang điểm Rai thang điểm race thì chúng tôi xin lưu ý là có cái thang điểm race score à, lúc nhập viện và cũng như là thang điểm race lúc xuất viện. À, tuy nhiên là ở C thì khuyến cáo chúng ta là nên đánh giá cái thang điểm race 2.0 à, với 8 cái yếu tố. Thì chúng ta có thể download ở trên à, trên mạng về cái thang điểm RayScore 2.0 để mà chúng ta thực hành cho nó một cách dễ dàng hơn à ngoài ra một trong những cái điểm mà điểm mới của cái khuyến cáo năm nay à, đó là cái việc đánh giá chảy máu bằng cái thang điểm ARCHPR. À, trước đây thì chúng ta đánh giá cái việc à, chảy máu này dựa vào cái thang điểm Prusay. Tuy nhiên năm nay thì à, ở C khuyên chúng ta là nên đánh giá theo cái thang điểm ARCHPR. À, được được gọi là có cái nguy cơ chảy máu cao khi có một cái tiêu chí một cái tiêu chuẩn chính hoặc là có hai tiêu chuẩn phụ thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái tiêu chuẩn chính có đến 14 cái tiêu chuẩn tiêu chuẩn và phụ thì có 6 cái tiêu chuẩn rất là khó cho người bác sĩ lâm sàng khi mà thực tế để mà áp dụng vào những cái tiêu chuẩn này cho nên nhưng mà thì làm lâu làm quen thì chúng ta sẽ sẽ nhớ được những cái điểm này. À, cũng có thể phân thành những cái nhóm nhỏ ví dụ như là bệnh nhân có tổn thương gan, tổn thương thận, à, bệnh nhân có tổn thương về mặt huyết họng như là heroin win dưới 11, tiểu cầu dưới 100 chẳng hạn hoặc là có những cái tổn thương về mặt à, não thì chúng ta sẽ phân thành những cái nhóm như vậy để mà nhớ. À đối với tiêu chí phụ thì chúng ta sẽ xem rằng là một bệnh nhân mà trên 75 tuổi thì là có một tiêu chí phụ. Mà chúng ta cũng biết là đa phần bệnh nhân trên 75 tuổi thì thường là cái độ lọc cầu thận người ta cũng sẽ bị kém tức là cũng dễ dàng rơi vào cái độ lọc cầu thận từ 30 cho đến 59 này. Và vì vậy một bệnh nhân 75 tuổi thì tôi thấy rằng là rất là dễ đưa đến là cái nguy cơ xuất huyết cao bởi vì có hai tiêu chuẩn phụ ở đây. Do đó thì à, đối với những bệnh nhân trên 75 tuổi chúng ta cũng phải đặc biệt lưu ý. À, sau khi mà phân tầng nguy cơ thì chúng ta sẽ có một cái hướng điều trị thì đối với điều trị hội chứng vành cấp không este trên á, thì có hai cái điều trị mà chúng ta sẽ đặc biệt quan tâm đó là điều trị chống huyết khối và điều trị à, tái tứ máu mạch vành về điều trị chống huyết khối thì rất là kinh điển bởi vì chúng ta lúc nào cũng phải à, cân bằng giữa cái nguy cơ chảy máu và cái lợi ích của việc mà mình điều trị mang tới à, trong đó thì chúng ta cũng biết rằng là cái vai trò của à, cái điều trị chống huyết khối này đặc biệt là thuốc kháng kết tập tiểu cầu aspirin à, liều là 150 đến 300 mg liều liều tải sau đó thì chúng ta duy trì 75 đến 200 à, 75 đến 100 mg liều uống mỗi ngày thì ở đây vẫn giữ ở cái mức à, khuyến cáo là class 1A. À, điểm mới trong nghiên cứu này à, trong cái khuyến cáo này đó là à, trước đây thì điều trị kháng kết tập tiểu cầu kép thì trên thực hành lâm sàng chúng ta hay phối hợp aspirin với clopidogrel thì ở đây À, là mức khuyến cáo 1C. Hiện nay thì chúng ta thấy là có à, thêm cái ticagrelor và rasurel thì cũng là ở cái mức khuyến cáo là 1B. Tuy nhiên thì ở Việt Nam mình thì hiện tại thì đang có hai thuốc thôi là ticagrelor và clopidogrel. Một cái điểm mới trong cái khuyến cáo 2012 đó là cái khái niệm về à, khi nào thì điều trị retreatment, à, re treatment tức là một cái chiến lược điều trị cho những cái bệnh nhân mà Trước khi chụp mạch vành à, Nếu như à, Chúng ta thấy rằng là Cái khuyến cáo năm 2020 Nói rằng là à, một bệnh nhân Mà Bị hội chứng mạch vành cấp không ít tê trên lên Mà nếu chúng ta có Cái dự định can thiệp mạch vành sớm Tức là chúng ta sẽ là Trong vòng 24 tiếng sắp tới Hoặc là trong vòng 48 tiếng sắp tới Chúng ta sẽ can thiệp mạch vành Thì mình không cần phải à, sử dụng Cái pre-treatment này à, Và đây là class 3 để minh họa cho dễ hiểu thì chúng ta biết rằng là theo cái khuyến cáo năm 2015 á, thì khi mà một bệnh nhân nhỏ máu cơ tim cấp vào với mình thì chúng ta sẽ cho clopidogrel liều tải rồi sau đó cho duy trì clopidogrel phối hợp với aspirin liều tải và duy trì aspirin à, chúng ta không quan tâm đến việc là bệnh nhân sẽ có chụp mạch vành hay là không chụp mạch vành trước thế chúng ta cứ automatic điều trị như vậy à, tuy nhiên nếu à, trong cái khuyến cáo năm 2020 này thì người ta À, nói rằng là nếu như một cái bệnh nhân mà chúng ta vừa mô tả đó nếu mà sẽ được chụp mạch vành trong vòng à, 12 giờ tới chẳng hạn thì chúng ta sẽ không cần phải cho clopidogrel trước đó nữa mà chúng ta sẽ chờ cho bệnh nhân tới cái thời điểm chụp mạch vành thì chúng ta sẽ cho cái liều tải của thuốc ức chế b 2 y 12 à, Đó là với với nhóm bệnh nhân mà có cái chiến lược can thiệp mạch vành sớm. ha Còn đối với những bệnh nhân mà không có cái chiến, à, có chiến lược can thiệp mạch vành sớm do nhiều các nguyên nhân, do uh, tình trạng mạch bệnh không phù hợp hoặc là do uh, điều kiện uh, kinh tế hoặc là bệnh nhân không chọn lựa vân vân, thì chúng ta cái điều đầu tiên là chúng ta phải đánh giá cái nguy cơ chảy máu trước. Nếu như mà cái nguy cơ chảy máu cao, thì là hoàn toàn là mình sẽ sử dụng một loại uh, kháng kết tập tiểu cầu thôi. Nhưng mà nếu mà nguy cơ chảy máu là thấp, thì chúng ta sẽ thêm một cái thuốc uh, ức chế b2i12 theo cái dạng là pre treatment ở đây và ở đây là cái lát khuyến, mức khuyến cáo là mức khuyến cáo 2B. <laughs> thì à, à, để mà minh họa rõ hơn về việc là tại sao chúng ta đối với những bệnh nhân mà có chiến lược can thiệp mạch vành sớm á, thì tại sao chúng ta không nên retreatment cho người bệnh á? thì dựa vào những cái công trình nghiên cứu là công trình ASCOT, công trình nghiên cứu SCAR thì người ta thấy rằng là <laughs> nếu mà mình có retreatment trước cho người bệnh đi nữa thì à, cái biến cố về mặt tim mạch đó không có cải thiện gì hết mà ngược lại lại còn tăng cái nguy cơ chảy máu nữa và thêm một cái ý nữa rằng là chúng ta biết rằng là trong cái quá trình mà làm chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp hoặc là không ST trên này á thì nó có còn nhiều cái chẩn đoán phân biệt khác nữa mà nếu mà chúng ta làm cái pre như vậy thì nếu như bệnh nhân rơi vào những cái chẩn đoán phân biệt như là bóc tách động mạch chủ hay là bị những cái biến chứng chảy máu xuất huyết nội sọ thì nó sẽ làm nặng thêm cái tình trạng bệnh của người là nặng thêm cái tình trạng bệnh này nữa và một điều nữa là nếu mà mình pre-treatment trước rồi sau đó mình không thể làm BCI được mà mình chuyển qua làm CIBG thì phải trì hoãn. Và thêm một cái lý do thứ tư nữa là tất cả những cái thuốc ức chế b 2 i 12 hiện nay là rất là tốt và cái thời gian khởi phát tác dụng rất nhanh do đó chúng ta cũng không cần phải pre-treatment trước để làm gì. Thì đây là cái phát đồ điều trị hội chứng bệnh cấp không ST trên lên thì sẽ sử dụng các cái thuốc kháng đông và điều đặc biệt là chúng ta đánh giá cái nguy cơ chảy máu cho người bệnh theo cái thang điểm à, ARCHBR. Thì nếu mà cái nguy cơ chảy máu thấp á, thì chúng ta sẽ dùng cái kháng kết tập tiểu cầu kép à, dựa trên những cái thang điểm như là Precise đáp để mà quyết định à, điều trị tiếp và sau 12 tháng thì dùng cái thang điểm đáp để mà quyết định còn nếu như bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết cao hoặc là rất cao thì cái thời gian sử dụng kháng kết tập tiểu cầu á, kép mình sẽ ngắn lại có thể là sẽ làm điều trị trong vòng 3 tháng đối với nguy cơ xuất huyết cao và có thể chỉ sử dụng một tháng khi mà có nguy cơ xuất huyết rất cao và chúng ta cũng lưu ý rằng là à, cái duy trì một cái kháng kết tập tiểu cầu đơn sau thời gian dùng kháng kết tập tiểu cầu kép á, ở bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết cao á là chúng ta dùng aspirin. Còn nếu mà cái nguy cơ xuất huyết rất cao á thì không dùng aspirin mà sẽ dùng clopidogrel. Một trong những điều quan tâm là chúng ta khi nào thì chúng ta sẽ can thiệp mạch vành, tức là chúng ta sẽ tái tưới máu cho người bệnh. Thì để mà thực hiện việc tái tưới máu cho người bệnh thì dựa vào cái việc phân tầng nguy cơ. Đối với bệnh nhân hội chứng vành cấp không ít tê trên nó thì được chia làm ba nhóm. Thứ nhất là nhóm nguy cơ rất cao. Rồi cái thứ hai là nhóm nguy cơ cao và cái nhóm thứ ba là nhóm nguy cơ thấp. Thì nhóm nguy cơ rất cao là bao gồm những bệnh nhân mà có cái tình trạng huyết động không ổn định, bệnh nhân có bị chóng tim hoặc là bệnh nhân có những cái triệu chứng của cái cơn đau ngực tái phát hoặc là trên điện tâm đồ thì chúng ta thấy rằng là tay trên xuống hết các chuyển đạo từ V1 đến V6 luôn và kèm theo trên lên ở AVR và ở V1 hoặc là bệnh nhân có những cái bệnh cảnh nặng đe dọa đến cuộc sống ví như là rối loạn nhịp suy tim cấp hoặc là có các cái biến chứng cơ học vân vân thì khi mà những cái nhóm bệnh nhân này thì chúng ta được đánh giá là nguy cơ rất cao còn nhóm nguy cơ cao là những bệnh nhân nào mà mình chẩn đoán là non STEMI tức là chẩn đoán nhồi máu cơ tim không ít tay trên là là thuộc nhóm nguy cơ cao rồi thứ hai nữa là những nhóm mà bệnh nhân mà đau thắt ngực không ổn định mà mình đánh giá cái điểm RISK score cao trên 140 điểm hoặc là những bệnh nhân mà À, được à, bị ngưng tim mà mình cứu sống được nhưng mà khi đó thì chúng ta xem thấy cái đoạn ST không có trên lên mà bệnh nhân cũng chưa có không có vô chón tim thì được xếp vào nhóm nguy cơ cao hoặc là có những cái thay đổi à, STT mới xuất hiện thì nếu mà không phải thuộc nhóm nguy cơ rất cao và nguy cơ cao thì chúng ta được đánh giá vào nhóm nguy cơ thấp thì à, khi đó thì chúng ta sẽ chia ra làm hai cái nhóm ha. Nếu mà bệnh viện của của chúng ta mà có cái can thiệp mạch vành luôn thì nếu như bệnh nhân được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao, tức là những cái tiêu chí mà khi nãy chúng ta đã trình bày qua đó thì chúng ta sẽ phải tiến hành can thiệp mạch vành ngay lập tức cho người bệnh và cái thời gian can thiệp này là phải dưới 2 giờ. Còn nếu như mà bệnh nhân thuộc đánh giá là nguy cơ cao á, tức là bệnh nhân được chẩn đoán vào mắc cơ tim non stemi hoặc là điện đáo người không ổn định mà có ray score cao thì chúng ta phải tiến hành can thiệp mạch vành sớm ở thời điểm là 24 giờ trước 24 giờ thì cái này có cũng là một cái thay đổi so với cái gala trước đó thì người ta yêu cầu mình là à, trước 48 giờ còn đối với nhóm bệnh nhân mà À, có nguy cơ thấp thì chúng ta sẽ làm thêm một số các cái xét nghiệm nữa ví dụ như là chúng ta làm siêu tim gắn sức hoặc là chụp MRI gắn sức chẳng hạn để đánh giá cái nguy cơ à, phần trăm tổn thương cơ tim để mà chúng ta có cái quyết định điều chiến lược điều trị tiếp theo còn nếu như bệnh viện của mình mà không có cái đơn vị can thiệp mạch vành chẳng hạn thì khi đó thì chúng ta cũng phải đánh giá cái phân tầng nguy cơ cho người bệnh là rất cao hay là cao hay là thấp thì nếu mà mình đánh giá đây là một bệnh nhân nguy cơ rất cao rồi thì ngay lập tức là phải chuyển viện cho người bệnh thôi để mà đến những cái trung tâm có cái can thiệp mạch vành để cứu sống người bệnh. Còn nếu mình đánh giá đây là thuộc nhóm nguy cơ cao thôi thì trong ngày đó thì chúng ta không phải kiểm chuyển là cấp thời liền nhưng mà trong vòng một ngày đó thì chúng ta sẽ sắp xếp và ổn định bệnh nhân và chuyển viện và bệnh nhân cũng phải được làm cái tái thông mạch vành trong vòng 24 giờ còn nếu nguy cơ thấp thì thì chúng ta sẽ đánh giá về cái siêu âm tim gắn sức chẳng hạn để xem cái cái nguy cơ của người bệnh như thế nào à, đối với những bệnh nhân mà nguy cơ thấp thì về mặt điều trị thì nếu mà tổn thương cơ tim không nhiều thì dựa trên cái siêu âm tim gắn sức thì chúng ta có thể điều trị nội khoa và điều trị có thể là điều trị giống như một cái hội chứng mạch vành mạng của cái gai lai vào năm 2019 đối với chiến lược điều trị tái thông mạch vành thì trên những bệnh nhân mà hội chứng vành cấp không ST trên mà nếu như bệnh nhân mà không có cái bị chón tim hoặc là mà bệnh nhân này có bệnh nhiều nhánh mạch vành thì chúng ta sẽ tái thông luôn hết các cái mạch vành mà mà bị tắc bị hẹp còn nếu như mà bệnh nhân mà có bị chón tim thì chúng ta chỉ nên can thiệp cái động mạch vành thủ phạm thôi rồi chúng ta lui ra và để à, tiến hành tiếp tục hồi sức cho người bệnh chứ ta chúng ta không có trải dùng quá nhiều thời gian trong cái thời gian can thiệp như thế à, đối với các thể lâm sàng đặc biệt thì chúng tôi xin lượt qua thứ nhất là đối với những bệnh nhân mà rung nhĩ thì trên một bệnh nhân mà nhòm mất cơ tim cấp mà có cái rung nhĩ trước đó thì à, bắt buộc là chúng ta thấy là có hai cái nguy cơ nguy cơ thứ nhất là nguy cơ bị tắc cái stent thì phải dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép và nguy cơ thứ hai là nguy cơ bị à, thuyên tắc não thì do đó chúng ta phải điều trị kháng đông và vì vậy à, việc sử dụng ba cái thuốc à, chống huyết khối bao gồm hai thuốc kháng kết tập tiểu cầu và một cái thuốc kháng đông à, nó rất là cái nguy cơ chảy máu cho người bệnh rất là cao à, thì trong cái khuyến cáo năm 2020 này thì cũng đã rút ngắn lại cái thời gian điều trị à, bộ ba này à, xuống còn lại là trong vòng một tuần hoặc là trong cái thời gian mà mình nằm viện thì sau đó thì sẽ giảm liều xuống tức là dùng bộ đôi mà thôi à, chúng ta cũng có thêm một cái lưu ý là phải đánh giá cái nguy cơ xuất huyết này à, là một cái điểm mà bắt buộc đối với cho cái việc tiến hành điều trị của người bệnh cái điểm thứ hai cần phải lưu ý là trong cái khuyến cáo thì người ta cũng nói mình là nếu được thì mình dùng cái thuốc kháng đông đường uống thế hệ mới thì nó sẽ tốt hơn cái thứ hai nữa là trong cái việc mà phối hợp khác tập tiểu cầu kép bao gồm aspirin và một thuốc ức chế B2 Y12 thì do trong cái giai đoạn này cái nguy cơ chảy máu của mình cao quá do đó mình nên sử dụng một cái thuốc là clopidogrel chứ mình không nên dùng cái ticagrelor à, hoặc là prasugrel À, thứ hai là trên những cái bệnh nhân đái tháo đường thì mình biết rằng là bệnh nhân đái tháo đường thì đường huyết à, trên bệnh nhân nhòm mắt cơ tim cấp thì đường huyết chắc chắn là nó sẽ cao do cái tình trạng stress do đó mà mình cũng phải thận trọng trong cái việc mà thiết lập chẩn đoán đái tháo đường trong những cái ngày đầu và đối với chế độ điều trị kiểm soát đường huyết ở những cái bệnh nhân mà đang có hội chứng bệnh cấp này thì chúng ta sẽ kiểm soát đường huyết ít chặt chẽ hơn và tránh các đặc biệt là tránh cái biến cố hạ đường huyết cho người bệnh nếu như mà đường huyết lớn hơn 10 mmol trên lít thì chúng ta sẽ tiến hành điều trị các cái thuốc cho người bệnh à, đối với những cái bệnh nhân mà à, hội chứng bệnh cấp mà kèm theo suy tim cấp hoặc là chóng tim thì à, chúng ta phải cái chiến lược tái thông mạch vành sớm là phải được đặt ra ngay và nếu như mà BCI không được thì chúng ta phải làm CABG cấp cứu và trong cái quá trình này à, làm cái chẩn đoán này thì phải à, có thực hiện cái siêu tim cấp cứu về bóng đối xung động mạch chủ thì không được sử dụng thường quy trong chón tim tuy nhiên là nếu như mà một bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp mà có cái biến chứng cơ học thì chúng ta có thể sử dụng cái bóng đối xung động mạch chủ này Đó một số các cái trường hợp mà bệnh nhân hội chứng bệnh cấp mà có tình trạng ngưng tim ngoại viện nhưng mà khi vào với chúng ta rồi thì không có còn chón tim cũng không có rối loạn huyết động gì nữa thì trước đây thì chúng ta sẽ tiến hành là chụp và mạch vành ngay ngay tức khắc cho người bệnh. Tuy nhiên thì trong cái khuyến cáo 2020 dựa vào công trình nghiên cứu của thì người ta thấy rằng là nếu mà mình chụp ngay liền hoặc là mình trì hoãn một thời gian à, sau mình chụp á, thì nó cũng không có khác biệt về cái tiên lượng trong vòng 90 ngày. Do đó thì à, khuyến cáo năm nay thì người ta cũng khuyên mình là cũng không nhất thiết là phải làm ngay mà mình có thể trì hoãn cái hiện tình trạng chụp mạch vành này. <laughs> à, một cái điểm mà Chúng ta phải lưu ý đó là bệnh thận mạng, bệnh thận mạng thì chẩn đoán nhờ máu cơ tim cấp hay là hội chứng bệnh cấp rất là khó khăn. Đó là do người bệnh thận trước đó là họ đã có cái nền bệnh tim rồi, do đó là troponin tim đã tăng trước đó rồi và điện tâm đồ cũng đã có bất thường trước đó rồi. Do đó để mà chẩn đoán bệnh thận mạng, chẩn đoán nhờ máu cơ tim cấp trên bệnh nhân bệnh thận mạng thì chúng ta phải chú trọng vào cái sự thay đổi động học của men tim thì nó quan trọng hơn hoặc là thay đổi động học của điện tâm đồ thì nó quan trọng hơn là những cái giá trị à, cụ thể là troponin bao nhiêu thì sẽ là bệnh à, nhồi máu cơ tim ở bệnh thận mạng tuy nhiên thì người ta vẫn nói rằng là troponin tim vẫn có cái giá trị trong việc chẩn đoán và cái ngưỡng mà điểm cắt là 5 nanogram trên lít á, dưới 5 nanogram trên lít thì mình loại trừ chẩn đoán hội chứng bệnh cấp không ít tê trên còn cái ngưỡng mà để thu nhận vào á thì các nghiên cứu thì cho thấy rằng là à, những bệnh nhân mà suy thận càng nhiều à, tức là có sự khác biệt về về cái nồng độ troponin giữa hai nhóm có suy thận và không có suy thận do đó chúng ta rất khó để mà có một cái giá trị à, độc lập à, thì có thể là chúng ta lấy cái ngưỡng là gấp hơn 5 lần so với cái giá trị trên và điều quan trọng mà trong cái khuyến cáo họ khuyên chúng ta là nên theo dõi cái động học men tim là cái tốt nhất thì sau khi mà mình chẩn đoán được một cái bệnh nhân hội chứng bệnh cấp không ít trên ở bệnh nhân thận mạn thì chúng ta cũng sẽ tính tới cái việc là phải tái thông mạch vành cho người bệnh chứ không phải là bệnh thận mạn thì chúng ta sẽ không tái thông mạch vành bởi lẽ công trình nghiên cứu cho thấy rằng là nếu như mà chúng ta can thiệp mạch vành cho nhóm bệnh thận mạng á thì cái tử vong sau một năm nó có cải thiện hơn so với việc là chúng ta không có tái thông mạch vành à, tuy nhiên khi mà phân tích kỹ lại ở cái nhóm mà độ lọc cầu thận dưới 15 ml phút hoặc là bệnh nhân đã lọc thận rồi thì cái tử vong này giữa hai nhóm sau một năm không có cải thiện do đó nếu mà một bệnh nhân mà độ lọc cầu thận mà dưới 15 phút hoặc là bệnh nhân lọc thận thì chúng ta cũng không nên can thiệp mạch vành à, đối với những bệnh nhân mà có nhiều nhánh mạch vành thì và khả năng sống còn trên một năm thì mình ưu tiên sẽ làm cái cái uh, CIPG hơn là làm cái can thiệp mạch vành PCI và để phòng ngừa bệnh thận do thuốc cản quan thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải cung cấp đủ dịch cho người bệnh và phải à, sử dụng thêm cái statin liều cao cũng tương tự như bệnh thận mạng thì người lớn tuổi à, đối với những người lớn tuổi thì chẩn đoán hội chứng bệnh cấp không ít trên lên, đặc biệt rất khó khăn à, bởi lẽ chúng ta biết rằng là về cái triệu chứng à, đau ngực của người lớn tuổi ấy, không có điển hình mà người lớn tuổi thì người ta cũng không ít ít có than là đau ngực đó mà thường người ta than là khó thở nhiều hơn cái thứ hai nữa là trên điện tâm đồ á, thì cái độ trên ST nó ít hơn so với người trẻ và à, nếu mà mình dựa vào troponin tim á, thì mình cũng biết rằng là người lớn tuổi thì sẽ có cái bệnh tim nền có nhiều bệnh tim nền do đó troponin tim cũng tăng luôn do đó mình dựa vào ba cái dấu chứng này à, để mà mình chẩn đoán hội chứng bệnh cấp à, không ST trên thì nó sẽ hơi khó khăn hơi khó khăn đối với nhóm người lớn tuổi À, tuy nhiên là là chúng ta cũng tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ theo dõi động học của điện tâm đồ, động học của men tim để mà đưa đến cái quyết định là có nhồi máu cơ tim à, hay là không. Thì đối với người lớn tuổi thì à, cái việc mà tái thông mạch vành á người ta nói rằng là cái lớn tuổi không phải là một cái chống chỉ định của cái việc tái thông mạch vành. Bởi lẽ là qua cái công trình nghiên cứu senior này á thì thấy rằng là những bệnh nhân mà trên 80 tuổi đi nữa đó thì mình tái thông mạch vành À, thì nó cũng giúp làm giảm tử vong cũng như là làm giảm các cái biến cố tim mạch hơn là so với nhóm điều trị nội khoa À, do đó thì tuổi tác không phải là một cái chống chỉ định của việc tái thông mạch vành à, mà cái quyết định điều trị à, chúng ta phải cần cân nhắc dựa trên nhiều cái yếu tố như là cái nguy cơ xuất huyết của người bệnh là như thế nào có nhiều bệnh lý đi kèm hay không và bệnh nhân còn sống được cái thời gian sống được nó còn dài hay không hoặc là chất lượng cuộc sống của người bệnh hay là bệnh nhân có hiểu chưa có giảm cái nhận thức hay là có các cái dấu hiệu về mặt suy mòn hay không à, do đó thì à, à, đối với người lớn tuổi thì chúng ta cũng cần phải đặc biệt quan tâm hơn như vậy thì thông qua cái khuyến cáo này thì chúng tôi đưa đến cái kết luận như sau về việc chẩn đoán hội chứng bệnh cấp không ST trên lên thì vai trò troponin tim siêu nhạy là đóng vai trò trung tâm. Tuy nhiên là vẫn phải phối hợp thêm với lâm sàng và cận lâm sàng để đưa ra cái quyết định chẩn đoán của mình. Và cái phát đồ 0 giờ và phát 1 giờ cũng như là phát đồ 0 giờ 2 giờ thì nó đã dần thay thế cho phát đồ 0 giờ 3 giờ trước đây à, của năm 2015. À, việc phân tầng nguy cơ thì rất là quan trọng để mà mình có cái à, hướng cái chiến lược điều trị một cách chính xác à, dựa vào các cái dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng. À, trong đó cái việc mà đánh giá xuất huyết bằng cái thang điểm à, ARCHPR rất là quan trọng. Và chúng ta cũng phải phân tầng nguy cơ xem là bệnh nhân hội chứng bệnh cấp à, không ST trên mình thuộc nhóm nguy cơ rất cao hay là nguy cơ cao hay là nguy cơ thấp để mà có cái chiến lược điều trị một cách phù hợp về việc điều trị nội, nội khoa à, trong đó thì điều trị chống huyết khối thì có nhiều cái thay đổi đặc biệt là à, cái quan điểm retreatment đã có những thay đổi nếu như chúng ta à, chuẩn bị chụp và can thiệp mạch vành sớm ngay cho người bệnh thì không cần phải retreatment cho người bệnh à, về điều trị can thiệp mạch vành thì tùy theo cái đánh giá cái nguy cơ nếu như mà nguy cơ à, của bệnh nhân rất cao thì chúng ta phải can thiệp mạch vành sớm trong vòng 2 giờ. Còn nếu như mà nguy cơ của bệnh nhân cao thì chúng ta có thể can thiệp mạch vành sớm trong vòng 24 giờ. và cuối cùng thì xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp